À, xin chào anh chị và các bạn thì uh, khu vực uh, Hoài Đức, uh, Quốc Oai, Trương Mỹ thì giá bất động sản sẽ như thế nào Khi mà tuyến uh, vành uh, đai 4 sẽ khởi công và hoàn thành dự kiến vào năm 2027 ấy. Thì uh, như anh chị biết đấy là trước khi mà chúng ta đầu tư một bất động sản Tại một cái khu vực nào đấy thì uh, cần tìm hiểu về cái quy hoạch trong tương lai nó như thế nào Sau đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phân khúc làm sao cho nó phù hợp để mà đầu tư với lại cái túi tiền của chúng ta Thì uh, đầu tiên ấy khi, khi mà tìm hiểu những cái bất động sản ven xung quanh khu vực Hà Nội ấy, thì uh, chúng ta cần phải xác định về cái phát triển tốc độ phát triển tại khu vực Hà Nội. Ví dụ như là dân số Hà Nội hiện tại bây giờ đang ở, ngưỡng mức là uh, khoảng lại là 10 uh, triệu dân và uh, tiếp tục tăng nhanh trong các uh, năm tiếp theo thì nó dẫn tới một cái vấn đề đó là áp lực uh, về đô thị hóa, nó khó uh, có thể tránh khỏi cũng như là ách tắc của vấn đề về giao thông. Uh, người dân đi lại thì, uh, các cái tính lẻ mà để tập trung về cái khu uh, nội thành Hà Nội để mà làm việc uh, và uh, cái bài toán mà cần phải giải đáp um, hiện nay đấy là làm sao mà gỡ được uh, thứ nhất là gỡ được ách tắc về vấn đề về giao thông cũng như là kéo được giãn dân từ khu vực về trung tâm nội thành Hà Nội hiện nay để mà ra các cái khu vực làm như làm sao khu vực về uh, lân cận cũng như là Uh, kéo các cái tỉnh thành lân cận về uh, phát triển kinh tế theo cùng. Uh, thì uh, hiện tại bây giờ Hà Nội uh, đang có hai cái định hướng phát triển tức là sau uh, phát triển hai cái thành phố mà trực thuộc về thủ đô. Uh, thứ nhất uh, là vừa để mà đẩy cái nền kinh tế các cái vùng khó khăn để mà phát triển quanh khu vực Hà Nội, uh, vừa để giãn dân và giảm ách tắc uh, trong khu vực Hà Nội. đấy là đầu tiên. đó là khu vực đối với lại phía Bắc. Ờ, phía bắc của hà nội thì sẽ chọn uh, khu vực là gồm bao gồm lại là uh, mê linh uh, sóc sơn cũng như là đông anh uh, cái cụm này là sẽ là khu vực về uh, thành phố trực thuộc uh, thủ đô phía bắc uh, phía tây sẽ chọn khu vực về làm sao hòa lạc và khu vực về xuân mai sẽ phát triển về thành phố phía tây và hiện tại bây giờ thì khu vực về hà nội đang đẩy mạnh về hoàn thiện về trục hướng tâm và các cái đường vành đai để mà giải quyết các vấn đề về ách tắc về giao thông uh, cũng như là giãn dân ra. Và giai đoạn từ năm 2027 đến năm à, 2023 đến 2027 ấy, thì sẽ tập trung vào cái việc là hoàn thiện về uh, làm rộng quốc lộ thứ nhất là quốc lộ 6 giai đoạn từ uh, đoạn từ khúc uh, Ba La Hà Đông đi lại uh, thị trấn về Xuân uh, Mai và đường uh, vành đai số 4 thì đối với lại uh, tuyến quốc lộ ở uh, quốc lộ 6 thì nó rất là quan trọng và nó nhằm kết nối cái uh, nhằm kết nối vùng uh, tức là hai cái tuyến một là quốc lộ 6 và vành đai 4 thì nó uh, hỗ trợ vấn đề về kết nối vùng và phát triển các cái kinh tế ở các cái tỉnh ví dụ như chẳng hạn như là Hòa Bình uh, khu phía Tây này, gồm Hòa Bình, Sơn La, uh, Lai Châu và khu vực uh, Điện Biên. Thì uh, đối với lại cái tuyến về quốc lộ 6 này Uh, quốc lộ 6 này thì nó có hai cái ý nghĩa lớn nha anh chị. Thì uh, thứ nhất đó là uh, đảm bảo về vấn đề về uh, giao thương, về vấn đề về hàng hóa và an ninh về uh, quốc phòng. Thứ hai đó là quốc lộ 6 đoạn uh, Ba La, uh, Ba La Hà Đông như thế này, uh, nút giao Ba La Hà Đông đi đến lại khu vực là uh, thị trấn về vấn đề về Xuân Mai thì chính là cái con đường huyết mạch mà tối ưu hóa về khả năng kết nối giữa đô thị uh, trung tâm giữa Uh, trung tâm về Hà Nội so với lại uh, thị trấn về Trúc Sơn và cũng như là về đô thị vệ tinh là uh, khu vực về Xuân Mai Thì uh, anh chị nhìn trên các bản đồ quy hoạch về giao thông của uh, thành phố về Hà Nội thì chúng ta sẽ thấy được là uh, Hà Nội hiện tại bây giờ thì có rất nhiều các cái trục về uh, uh, hướng tâm ví dụ như chẳng hạn như là các cái tuyến về quốc lộ 1 này quốc lộ 6 Uh, cao tốc uh, Hà Nội Hòa Lạc uh, quốc lộ 32 hay là quốc lộ số 3 chẳng hạn thì uh, cơ bản là gần như là hoàn thành hết rồi chỉ còn lại riêng một mình quốc lộ đây là quốc lộ về 6 là hiện tại bây giờ là uh, chưa có hoàn thành thì uh, dự kiến là sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2023 cũng như là hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2027, uh, 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 vào năm 2027. thì riêng tuyến quốc lộ 6 thì uh, đoạn về Ba La Hà Đông là đoạn uh, nút giao này nha anh chị, là Ba La Hà Đông đi đến khu vực là uh, Xuân Mai thì với cái tổng chiều dài là tầm khoảng là 21,7 km và uh, hiện tại bây giờ thì tuyến đường này thì có uh, cái bề rộng là tầm khoảng 6 đến lại 10 m. Và nó có hai chiều thôi anh chị. Uh, nhưng mà tuy nhiên thì uh, tuyến đường này sẽ được mở rộng uh, lên đến lại là vào 60 m và từ 4 đến lại 6 lần xe và di chuyển ở đây thì nó vận tốc tối đa ở khu vực là quốc lộ 6 này là khoảng lại là tối đa là 80km thì khi mà cái tuyến quốc lộ 6 này nó hoàn thành thì việc mà dân cư ở khu vực là nội đô ở trung tâm về Hà Nội sẽ dán dân ra các khu vực vùng ven ví dụ như là ở khu vực Trúc Sơn ở Xuân Mai sau đấy là đi di chuyển vào các khu vực về Hà Đông và khu vực trung tâm Hà Nội để mà làm việc sẽ ngày một sẽ tăng và đồng thời các cái khu đô thị ở khu vực phía Tây Nam của Hà Nội sẽ cũng ngày càng phát triển nha chị. Vậy thì dựa trên vấn đề về tốc độ về đô thị hóa của Hà Nội cũng như là phát triển về cái mạng lưới về giao thông của Hà Nội thì anh chị thấy là chúng ta sẽ dựa và dựa trên những cái quy hoạch và định hướng phát triển đến năm 2040 và 2050 để mà làm sao chúng ta lựa chọn những khu vực nào để mà chúng ta đầu tư bất động sản và tiềm năng có thể tăng lên đến lại vài lần thì trong cái video ngày hôm nay thì uh, tin vest sẽ chia sẻ cho anh chị về tiềm năng uh, những cái bất động sản mà quanh bám quanh khu vực là vành đai 4 vành đai 4 này nha anh chị uh, có nút giao ở khu vực về quốc lộ 6 vành đai 4 và cao tốc này quốc lộ uh, 32 thì uh, như anh chị biết đấy là những cái bất động sản quanh những cái khu vực này Đây, ở trên uh, bản đồ quy hoạch thì chúng ta thấy được uh, thứ nhất là vấn đề về uh, hệ thống giao thông một là uh, khu vực về uh, tuyến đường về quốc lộ 6 cái thứ hai nữa là đây là tuyến làm sao tuyến này là tuyến về uh, vành đai 4 uh, vành đai năm của chúng ta là sẽ ở phía bên ngoài này anh chị vành đai năm và phía bên trong này uh, đường Lê Trọng Tấn là uh, tuyến đường về vành đai 3.5 và tuyến ở giữa vành đai 4 và vành đai 5 ở đây chúng ta có lại trục về uh, Bắc Nam ở đây qua đây nha anh chị Ngoài ra trong cái hệ thống về giao, giao thông mà đi song song với lại quốc lộ 6 Thì anh chị còn để ý ở đây uh, có một tuyến quốc lộ ở đây uh, tuyến rất là lớn Và sẽ được đầu tư bài bán đó là uh, tuyến về làm sao sa la về Nguyễn Xuyến ở khu vực này sa la Nguyễn Xuyến khu vực này là song song với lại quốc lộ sáu à, tuyến thứ hai cũng sẽ song song với lại là quốc lộ sáu à, đó là tuyến về làm sao tố hữu à, lê văn lương nối dài này tố hữu hòa đông đấy và đi qua à, khu vực về à, trúc sơn anh chị ạ Vậy thì cái câu chuyện là trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lựa chọn làm sao ạ là sẽ đầu tư uh, bất động sản tại khu vực nào để mà trong cái thời gian là tầm khoảng lại 5 đến lại 7 năm tới uh, khi mà các cái khu vực ví dụ như là uh, quốc lộ 6 hay là vành đai 4 nó đưa vào uh, hoạt động thì uh, sau đây thì tiên sẽ cập nhật một số khu vực mà anh chị sẽ thấy được lại là uh, bất động sản trong cái thời gian vừa qua nó tăng trưởng như thế nào uh, khu vực đầu tiên đó là tin Vét muốn chia sẻ cho anh chị đó là khu vực về làm sao ạ, khu vực về Vân Côn ở uh, huyện Hoài Đức ở khu vực này. Thì uh, Vân Côn thì nó giao với lại cái của uh, uh, tuyến đường gọi như là cao tốc là về làm sao ạ, uh, Bixi Thăng Long đi lại Hòa Lạc là khu vực này. Thì uh, cách đây hai năm hai 2 đến 3 năm thì giai đoạn uh, giữa năm 2020 đến cuối năm cuối năm ấy thì giá bình quân ở khu vực về Uh, Vân Côn này thì giá chỉ lại khoảng là 12 triệu đồng cho một, một mét vuông thôi Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ đầu năm 2023 thì uh, có chuyến khảo sát mới nhất Thì tinvest khảo sát thấy được lại là uh, bình quân giá bất động sản tại khu vực về Vân Côn này uh, Giá dao động từ 25 đến lại là 40 triệu đồng cho một, một mét vuông rồi Thì tương đương là uh, bất động sản tại khu vực này thì nó tương đương là nhân 2 thì có một điều đặc biệt là là làm cho giá bất động sản tại khu vực này tăng đó là nó bám theo lại là làm sao ạ? Ờ, vành đai 4 tức là anh chị để ý này trên đây là uh, cái nút giao giữa vành đai 4 và tuyến uh, cao tốc là Bích uh, Sĩ Thăng Long đi Hòa Lạc đó là khu vực này thì anh chị thấy là khu vực về ví dụ như Vân Côn Hỏi Đức ở khu vực này thì nó sẽ lại là uh, Vân Côn này uh, khu vực về uh, song phương này uh, song phương này và Uh, đây là những khu vực mà bất động sản nó gần như là x2 đến x3 trong vòng lại 2 đến 3 năm vừa rồi nha anh chị. Đó là khu vực về uh, số 1 là sẽ giáp danh với lại làm sao ạ là về uh, tuyến đường về vành đai 4. Uh, tiếp theo đó là khu vực số 2. Uh, Tin vét muốn chia sẻ cho anh chị đó là khu vực về uh, Phụng Châu và khu vực về Đại Thành. Đây là hai khu vực mà giá cũng khá là mềm. Tuy nhiên là trong vòng lại là 2 uh, năm vừa rồi thì giá cũng uh, tăng khá là cao. Ví dụ như chẳng hạn như là uh, khu vực về uh, Phụng Châu và Đại Thành trước đây ấy thì giá bất động sản và phun thổ cư ở những cái trục đường lớn ấy thì giá dao động chỉ khoảng lại 10 đến lại 15 triệu đồng trong một mét vuông mà thôi Nhưng mà hiện tại bây giờ giá đã tăng lên tầm khoảng lại là làm sao 15 đến 25 triệu đồng trong một mét vuông Thì có những khu vực mà đường lớn chẳng hạn khu vực này Phụng Châu Phụng Châu và Đại Thành là Hai khu vực này Thì nó cũng lại Thứ nhất là nó giáp danh với lại gần như là gần sát uh, Thứ nhất là đi ra quốc lộ 6 thì tầm khoảng lại là uh, Một km Và uh, anh chị thấy đó là Nhà giá bất động sản ở khu vực này cũng là gần như là nhân 2 à, Đặc biệt đó là khu vực về thị trấn về Trúc Sơn Hiện tại bây giờ anh nhìn anh chị nhìn thấy là trên bản đồ quy hoạch Trúc Sơn ấy Trúc Sơn thì anh chị xác định đó là trong vòng 5 năm tới thì nó sẽ y giá bất động sản tại khu vực Trúc Sơn nó sẽ y chang như là uh, khu vực về uh, Văn Phú của khu vực về Hà Đông, giá có thể là từ 70 đến lại 100 triệu đồng trên một mét vuông. Đối với lại khu vực về uh, thị trấn về Trúc Sơn. Uh, tuy nhiên đó thì trong vòng thời gian vừa qua thì uh, giá bất động sản uh, tại khu vực Trúc Sơn nó cũng tăng khá là cao nhưng tuy nhiên nó vẫn còn có khả năng là nhân 2 đến nhân 3 lần trong vòng lại là 5 năm tới thì riêng về thị trấn về trúc sơn à, khu vực này à, thị trấn về trúc sơn thì trước đây khi mà tin vét và tìm hiểu và mua những bất động sản tại khu vực này để mà đầu tư thì giá bình quân tại khu vực về trúc sơn nó chỉ dao động à, khu vực này thôi thì nó gì dao động là tầm khoảng lại 8 đến lại là à, 10 triệu đồng cho một, một vết vuông thôi nhưng mà hiện tại bây giờ khu vực Trúc Sơn thì dao động những cái mặt đường lớn đẹp thì nó dao động tầm khoảng lại là 20 đến 25 triệu đồng trên một vết vuông à, tương đương nó nhân tầm khoảng nhân 2 đến nhân 3 lần cái giá trị bất động sản tại khu vực này thì à, anh chị sẽ hình dung được lại giá trị của bất động sản nó sẽ tăng như thế nào khi mà cái tuyến đường làm dạo là tuyến đường về thứ nhất là vành đai 4 nó được hoàn thành và tuyến về quốc lộ 6 là nối với lại một vài tính uh, ở khu vực về uh, phía tây của Hà Nội và nó hoàn thành và nó đưa vào sử dụng về khu vực về làm sao uh, phía uh, tây nam của Hà Nội thì uh, trên đây là những cái ý kiến về uh, tiềm năng về bất động sản tại cái khu vực về phía tây nam của Hà Nội bám theo lại quốc lộ uh, bám theo quốc lộ 6 và tuyến đường vành đai 4 À, thì bao gồm ví dụ nhà anh chị có thể lưu ý để ý đến một số khu vực thứ nhất là à, Vân Côn của Hoài Đức này Ờ à, xong Vân Côn song phương chẳng hạn này giá nó hiện tại bây giờ nó tầm khoảng 20 đến 30 triệu đồng rồi nhưng mà nó tiềm năng nó vẫn có thể là lên tầm khoảng là 70 đến lại 100 triệu đồng trên một mét vuông trong vòng 5 năm tới nha anh chị à, khi mà các cái tuyến và các cái nút giao thông này nó hoàn thành à, tiếp theo nữa là à, khu vực về Phụng Châu, Đại Thành hay là khu vực về Trúc Sơn hoặc là khu vực về Uh, Thụy Hương này, Trương Mỹ này. Ở đấy thì đây là cũng là những một trong những khu vực rất là tiềm năng. Bởi vì sao Anh chị nhìn trên cái bản đồ quy hoạch về vấn đề về giao thông về Hà Nội á, thì có một cái trục hướng tâm đây là trục về vấn đề về quốc lộ 6. Uh, và thêm với lại hai cái tuyến mà sẽ song song với lại quốc lộ 6 đó là đầu tiên đó là đường tỉnh về 419 và sẽ thông ra đến lại khu vực về Sala về Nguyễn Xuyến nha anh chị. Đây là một trong những cái tuyến đường cũng rất là lớn và uh, giao thông huyết mạch nhưng mà phát triển về uh, khu vực về làm sao Hà Đông và khu vực về Xuân Mai. Uh, tiếp theo nữa là cũng có một tuyến về giao thông tiếp theo đó là khu vực về uh, đường uh, Lê Văn Lương và Tố Hữu nối dài ra khu vực này. Thì uh, anh chị có thể đối với khu vực về trung tâm của Trúc Sơn đấy thì uh, vest dự kiến có thể là trong vòng năm đến lại 7 năm tới thì giá bất động sản có thể là tăng Uh, giá ở cái mức ở tầm khoảng 70 đến 100 triệu đồng thì anh chị có thể là lựa chọn những cái vù, khu vực xung quanh ở khu vực về như thế này để mà mình bám theo cái hạ tầng về vấn đề giao thông một là đường tố hữu lê văn lương nối dài như thế này và cái thứ hai nữa là đường sa la nguyễn Huyến nối dài và tuyến là làm sao tuyến trung tâm ở đây là tuyến quốc lộ 6 từ uh, với cái bề rộng là tầm 60 lại mét bề động và từ 4 đến 6 làn xe thì dự kiến đó là khu vực về Trúc Sơn á, Trúc Sơn nó sẽ là cực kỳ phát triển và nó sẽ nối dài khu vực về Yên uh, Nghĩa cũng như là về uh, khu vực uh, Hà Đông sẽ nối dài ra khu vực này nha anh chị và trung tâm của khu vực về uh, thành phố Hà Nội sẽ dần dần kéo về khu vực về phía Tây Nam của Hà Nội. Uh, thì uh, trên đây là những cái ý kiến và phân tích của uh, tin vét dưới góc độ về thì, uh, cá nhân thì uh, đúng sai như thế nào thì anh chị có thể là cho kênh uh, biết bằng cái cách là bình luận dưới cái video này